Chuyện về Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh với sự tích Con cá mắt lồi. Thời còn là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh rất có khiếu tổng kết các vấn đề lớn thành những câu chuyện đời thường. Quanh chuyện con người ta hay đố kỵ nhau, ông kể chuyện sự tích con cá mắt lồi. Chuyện này sau đó nhiều người kể và có nhiều dị bản, nhưng tôi được nghe đầu tiên từ ông. Vì đã nhiều người biết nên tóm tắt thôi. Hai người hay đi câu với nhau, một ông cần trúc chặt ở bụi, lưỡi câu tự uốn, mồi tự kiếm. Ông hàng xóm cần ý, lưỡi câu nhật, mồi mỹ. Tất nhiên, ông hàng xóm thường câu được nhiều và cá to hơn. Một hôm, ông lưỡi câu tự uốn câu được con cá bé xíu, định bỏ vô giỏ. Ông hàng xóm mới bảo, ông đưa tôi đổi cho con cá lớn. Đổi xong thì ông thả con cá lớn xuống sông. Lát sau, ông câu lưỡi câu tự uốn lại giật được con cá to đó, đang gỡ thì nghe tiếng thì thầm. Ta là cá thần đây, ngươi thả ta xuống thì ta cho ngươi ba điều ước. Nhưng nhờ thằng cha hàng xóm đổi cho ngươi mà ta mới được thả, nên ngươi ước được một thì cha hàng xóm đó được hai. Cha câu lưỡi câu tự uốn đồng ý thả và ước. Nghe đến đoạn này tôi nghĩ khó ta, ước mà mình chỉ được một mà ông hàng xóm được hai, ước sao nó cũng lợi, ước sao đây? Ông Nguyễn Bá Thanh kể tiếp, cha này ước, cho ta mất một tay, vậy là cha hàng xóm mất hai tay. Ước tiếp, cho ta mất một chân, cha hàng xóm mất hai chân. Cá thần nhắc, còn một điều ước nữa, ông này lẩm nhẩm, cho ta mất một mắt. Cá thần nghe xong câu này thì lồi con người ra. Vì thế mới có chuyện sự tích con cá mắt lồi. Hồi nghe ông Nguyễn Bá Thanh kể chuyện sự tích con cá mắt lồi xong, thấy kinh hãi về lòng đố kỵ của con người đến mức ám ảnh, nhịn không thấu bèn mang về kể cho cả nhà nghe. Con gái lúc đó còn nhỏ tự nhiên hỏi, nếu con cá thần cho ba một điều ước như thế, ba ước cái gì? Học, lát tôi mới bảo, ba ước cho tôi một người vợ. Con gái nói, vậy ông kia được đến hai bà vợ thì sao ba? Tôi cười, cho nó tàn đời luôn. Vậy là trong lòng mình vẫn còn đố kỵ, khó thay. Ông Nguyễn Bá Thanh và những câu chuyện với dân nghèo. Ông Nguyễn Bá Thanh viết tên mình, ký rồi đưa lại tờ đơn kiện cho bà bán ốc hút. Đứng dậy chào, bước xuống lề đường, bà bán ốc hút cầm chính lá đơn bà viết, sững sờ nhìn theo rồi la lên. Húa làng, tôi gặp ông chủ tịch thành phố. Ông Nguyễn Bá Thanh đã trải qua nhiều vị trí công tác. Hồi làm chủ tịch hợp tác xã thì văn phòng, phòng ngủ, phòng nghỉ chỉ là một cái giường tre. Ghế ở huyện Hòa Vang, ở nông trường Quyết Thắng, ở sở nông nghiệp chỉ ngồi thời gian. Chỉ có ghế chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Bá Thanh ngồi lâu nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với nhân dân, nhất là dân nghèo thành phố Đà Nẵng, thành phố trở nên đáng sống và thân yêu. Húa làng, tôi gặp ông chủ tịch. Chuyện này nguyên là do mấy nam nhân viên thu thuế uống rượu quỵt gây nên, hút ốc của người ta, nói quên bỏ tiền trong túi, hẹn lần sau đến hút tiếp trả tiền luôn thể. Nói dậy mà không phải dậy. Bà Ba Huệ bán ốc hút bên lề đường Lê Duẩn chờ hai ông bận áo kaki mốc đến hút. Không hút thì trả tiền, nhưng chờ mỏi con mắt, bất ngờ bà đi mua ốc hút về, thấy hai ông ấy ngồi hút ốc nhâm nhi chai xị đế ở một cái quầy khác. Bà chờ hai ông ra đường thì chặn lại đòi nợ. Từ đó, mức thuế của bà bị tăng lên gấp rưỡi. Tức quá, bà đâm đơn kiện. Đơn kiện đến tay, ông Nguyễn Bá Thanh đội chiếc mũ sập vành, lội bộ lên trúng ngay địa chỉ người đâm đơn. Kéo cái ghế gỗ thấp lè tè ngồi, ông Nguyễn Bá Thanh gọi. Bá chủ, cho tôi một đĩa, nhỏ thôi, và một cốc rượu gạo, nhớ rượu gạo đó. Ông yên chí, rượu giả thuế vụ biết liền. Bà chủ bưng lên một đĩa ốc hút đặt lên bàn, ông Nguyễn Bá Thanh hỏi. Bà bán gì, ngày kiếm được bao nhiêu? Có thuế má chi không? Được khơi mào, bà bán ốc hút một thôi một hồi ôn nghèo kẻ khổ và lên án hai cha nội hút ốc không trả tiền.
mấy ổng dạy cho mỗi tháng 250.000. Mới tăng hay lâu rồi? Dạ trước là 50.000. Thu thuế bà có biên lai không? Đây đây, bà bán ốc hút đưa ra 3 cái biên lai, một cái cũ, hai cái mới để phân biệt sự chênh lệch 100% vì lý do hút ốc không trả tiền, đòi nợ thì thủ. Ông Nguyễn Bá Thanh trả tiền đĩa ốc mới hút có 2 con, thò túi áo lấy cái đơn kêu cứu của bà bán ốc hút, viết: đề nghị từ nay không thu thuế quầy bán ốc hút này. Quầy của bà Bác Huệ ở số 25 đường Lê Duẩn, Hải Châu. Ông Nguyễn Bá Thanh viết tên mình, ký rồi đưa lại tờ đơn kiện cho bà chủ, đứng dậy chào, bước xuống lề đường. Bà bán ốc hút cầm chính lá đơn bà viết, sững sờ nhìn theo rồi la lên: húa làng, tôi gặp ông chủ tịch thành phố. Tôi có chết đâu mà bái. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9 từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 1996 ra quyết định ngày 1 tháng 1 năm 1997 chia tách tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch Đà Nẵng. Một hôm có ba bà đưa đò sang sông Hàn đến xin gặp chủ tịch. Khi ba bà xin vô được tới văn phòng ủy ban thành phố thì lập tức ba bà đứng chờ ngoài sân tranh thủ trước thời cơ kéo vô liền xếp thành đoàn 6 bà xin gặp chủ tịch thành phố. 6 bà mà chỉ 3 bà cầm đơn trên tay. Ông chủ tịch, 6 bà đồng loạt cúi đầu chào. 5 bà nhìn sững ông Nguyễn Bá Thanh, một bà thay mặt đứng dậy chắp hai bàn tay. Thiệt ra chỉ có 3 bà đệ đơn. 3 bà đi đây, bà ta chỉ 3 bà ngồi ở cái bàn bên cạnh. 3 bà mang đơn đi mấy lần mà không dám gặp ông chủ tịch nên chi mới kéo thêm 3 chị em chúng tôi. Tôi hỏi: các bà có ưng xây cầu sông Hàn không? Chúng tôi thì rất quý ông. Ông làm cầu sông Hàn thì quá ngon. Họ đi qua, đi lại dễ òm. Cuối cùng bọn tôi bị loại, không có việc làm, không biết tính răng, lên cầu cứu ông chủ tịch. Hai bên chủ và khách hình như đã gặp nhau ở đâu, trông quen. Khi giám sát thi công cầu sông Hàn, không ít lần ông Nguyễn Bá Thanh ngồi trên thuyền của mấy bà đưa đò. Thuyền thường áp sát mấy trụ cầu. Họ không biết cha này là ai mà cứ bảo bơi đến rồi lại bơi lui, chả cứ nhìn nhìn mấy cái trụ cầu, bơi một vòng sắp lên bờ, chả hỏi: mấy ngàn? 5.000, chú đưa tôi 5.000. Chả rút đưa 50.000, nói: để mấy bà ăn trầu. Bà trèo đò tay cầm tờ 50.000 nhìn theo ngạc nhiên, thằng cha ni mô lạ gì, dẫn đi dẫn đến, không hỏi ra là ai. Phường đã làm việc với mấy cô mấy thím chưa? Dạ, có mời đến hỏi thăm, báo cáo hoàn cảnh, ai kiến nghị chi thì phường tính, nhưng... thôi, nhưng nhị chi, ghé bán cho ai, sống sau đây, chứ tính răng rồi. Dạ, trừ kẹt tiền, mấy cái ghe phải úp trên bờ, mà trừ cũng không có bờ để úp. Thưa ông chủ tịch, tôi là dân ngu, khu đen, quanh năm làm thuê làm mướn, sống qua ngày nhờ đưa đò qua lại. Đời ta ba đời nó, mà đời ta hàng chục đời nó luôn. Một bà khác thấy hai bà nói được, ưng nói quá, không nhớ lời dặn, chỉ một bà phát ngôn, đừng nói giật giờ với ông chủ tịch. Mấy bác nói chi, nói thẳng đi, ông Nguyễn Bá Thanh gợi ý. Tôi đưa đỏ ngang, cha mẹ thường dặn con ơi mẹ dặn lời này, sông sâu chứa lội, đò đầy chứa qua. Ba đời rồi, từ ông nội, ông già đến tôi, sống nhờ cái ghe, cái đò chứ. Tôi hiểu rồi đó, ông Nguyễn Bá Thanh cắt ngang. Với cương vị chủ tịch thành phố, các bác khiếu nại là đúng. Ghe của mấy bác, mấy thím đóng tàu lâu chưa, cũ hay mới? Ba chiếc ghe mua bao nhiêu tiền? Dạ, ghe cũng không mới, mà cũng không cũ. Mấy năm rồi? Cho được đồng mô hay đồng nấy, có chỗ mua thì bán. Thôi, mấy bà về hỏi chồng con, tính mỗi chiếc ghe giá bao nhiêu? Vài ngày nữa sẽ có người đến tận nơi mua cho, giám định mua của mấy bà đàng hoàng. Ông Nguyễn Bá Thanh nói và cầm điện thoại bấm gọi chủ tịch các xã Thấm Lụt, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hòa Châu, Hòa Quý. Hỏi có ghe chống bão lụt chưa? Thì anh chủ tịch xã nào cũng nói: cần ghe quá, nhưng... chưa mua thì ra liên hệ với phường An Hải Tây. Kinh phí rút từ kinh phí phòng chống lụt bão năm 2000. Mỗi xã một chiếc, trước mắt có ngày 3 chiếc. Anh mô lên trước, nhận trước. Còn các bà, tôi giải quyết công việc làm. Thả điện thoại xuống, ông Nguyễn Bá Thanh nhìn mấy bà nói: được chưa?
Ông Nguyễn Bá Thanh hỏi vậy thôi, chứ khi nói chuyện qua điện thoại với các chủ tịch xã, nhìn thấy mấy bà béo nhau cười toại nguyện, đắc ý. Sau câu hỏi được chưa, sáu bà đồng loạt đứng dậy, chắp tay bái chào, cảm ơn xíu rít. Tôi còn sống nhăn đây, có chết đâu mà bái. Ông Nguyễn Bá Thanh đưa hai tay lên cười. Thôi, thỏa mãn chưa? Về được rồi, mai đến tôi bố trí công việc. Không biết, những ngày giáp Tết Ất Mùi 2015, có bà mô nào trong số sáu bà trèo đò ngày ấy, chen trong đám đông vây quanh căn nhà 189, quê Trung, lạy, khóc, tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh về quê nhà, dưỡng mông, hỏa tiến. Trên đây là những mẩu chuyện về cựu bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh với người dân. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.